Ê, cho xin một subscribe nhầm chưa? rồi đó. Vô đi, Ok. vô đi. Ủa sao hai chùm hai lát kìa mấy má, thằng Quy với con Hiền kìa. Ủa cái loại em Hiền mày cũng chơi súng hả? Tại đâu được? Chơi Thế thôi thì để tao trở lại súng phóng lựu là nào vậy? Terminator Con nào chơi Medit không? đi. Terminator bảo quỷ. Meter cái gì? Đâu? Kẻ có quy con đạn bấm lửa nè. Phải không? Bấm lựu luôn Medit nè. Thế thì tao vô. Heavy bất bình á. Tao xung phong lựa để giải cứu cho những lúc mà đông quá đúng không? Đó. Lá hồi còn đi boss bự nhất nó tông vô người mày nè. Rồi rồi rồi, vô 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 vô. Chỉnh khó chỉnh dễ. Dễ đi, thôi vừa vừa thôi. Khó đi. Khó hả? Mẹ. Mình chơi Battle Royale đi, đậu má. Mẹ hack 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 co à. Ok, tao nâng cấp cái Exterminator rồi. Thôi, vô. Let's go baby. Đủ mát thằng lồn nó đủ chứ tao cái con lồn này vậy. Tao cho đen kì vậy. Ủa sao đứa nào đổi kỳ cục cái tao đéo đổi luôn á, tao đéo biết tại sao mày. Cái lồng má mày không đấu lại được Avenger. Đủ má cho tao vô lột da đen tóc quắn nữa chứ. Không nhưng mà tao tao thích vẻ ngoài đẹp đẽ, anh em trả lại cho tao cái con vừa đẩy đi. Nào cũng không chịu da đen thì sao mà chơi. Không, tao chỉ cần nữ là được rồi, nhưng mà được mạng cũng nữ thì xấu quá. Nữ da đen. Nữ đồ quá, mặc gì con khỉ đột vậy. Ôi, mày chơi bằng một đó rồi. Ừ, bằng một thì dễ hiểu ba. Vậy, ca luôn. Vậy là hình như bảo vệ chiếc xe buýt á. Biết đéo gì, biết là Nhật Bản. We take it to Inwood, get to the evac center and get the fuck out of New York. Or we die here. Tao bắt đầu thấy hơi lác lác rồi đấy. Chừng nào tụi mình mới chạy vô WHO để lấy vaccine ta. Ê hồi nãy bên bên Nhật Bản tao lượm được bình vaccine xanh xanh lá cây mày. No noise. No noise. Đéo làm tiếng ồn. Quiet or they hear us. Dan, you hear me? Hey, what's up? I don't see you. Súng lục, súng lục, súng lục. We're going for it. Trying the subway to Inwood. Over. Yeah, really? Đi con mẹ. Đồng thế. Đây. Thì mở cửa làm gì vậy? Có lượm đồ ấy, có lượm đồ. Hóa đĩ nào làm tao hết hồn vậy? Đĩ quy. Địt mà tao vừa cứu mày đấy. Tao vừa cứu mày đấy. Eo, sợ thế. Ôi, đạn. Má tao bị trúng độc nữa rồi. Elevator's on its way. Ủa, trúng độc mà chết luôn rồi. Ủa? Ôi, trúng độc mà chết luôn nha. Cái con màu vàng á, tao biết tao chém tay nữa. Không gì đâu rồi. Đấy nè. Nằm trên mình đi nè. Đó, tao bị cái độc của con màu vàng á. Khi mà tụi bay đứng ở trong quá lâu là chết luôn á. Tao đứng ở trong tao chạy cối tao chém mấy thằng kia. Ồ vậy rút cuộc cũng qua chơi súng à. Đi bay đi bay đi bay đi bay đi bay. Đi rồi nè. Yo. Let's go honey. Ấy đạn đi, ấy đạn đi, được phiêu đạn lại đi. Ta có cây ba jet nè. Ta tao bắn. Đây. Go. Ta tao bắn một con boss một viên một. Đủ hết sợ thế. You there? Gần bắn gần ngon. We're headed down. Had a food. Gotta go now. You coming? Ủa má tôi sao cứ tồn 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 hoài vậy ta? Nó là cây nào tao đấy biết luôn á. Trên dưới của mày đó. Trên cái thanh vũ khí ấy. Đủ má đông. Ôi trời ơi. Dưới này còn cái này, dưới này có này. Qua tao chơi 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 mày rồi. Má tao không có chỗ. Mẹ dễ chỗ này rớt đất kia rồi. This will work.
Trời ơi, mất nửa cây máu, má tụng chứ. Có máu lên số 4 lên. Ê, số lưng kìa. Chưa, lát cái đám kia nó tới bây giờ kìa. Bắn cái đầu là chết hết, chết hết như vậy. Căng như rồi bắn. You give them everything. Nè, anh em ra đây. Nó leo đây nè. Đi. Chung bắn này nè. We clean them out. The elevator shaft should be safe to get down. This guy's okay. I'm hearing a lot of action. Để nó móc lớp, nó quất tòng đóng máu luôn. Tôi xả lại cho. Cái cú đầu bay đâu mày, tao bị dính động rồi, hay là đứng đó đợi cho nó leo lên. Tao đang thủ cái chỗ này nè, bây giờ tụi bay thủ được cái chỗ này là sạch. Là cái thế giết trên đời luôn. Cái súng lửa hình như của tao mà. Tao hết đạn mẹ rồi. Nạp đạn ở đâu vậy? Đạn ở chỗ cũ á cái. Ê cứu cái con boss nó giữ cái cầu, ở giữ cái cầu. Giữ cái cầu có đạn. Lụm cây. Ở giữ cái cầu có đạn á. Giữ cái cầu ở đâu? Đây nè, giữ đường cái cầu nè. Và bây giờ xuống dưới nè, còn một đợt nữa. Thằng này hôm qua tao đi rồi. Má hết máu rồi. Có nào dư máu không vậy? Tao có máu này nhưng mà làm sao mà vứt ra được. À đúng rồi, tao cũng hết máu mẹ rồi. Thôi tao hy sinh đi, tao lấy máu tao bơm tao. Quay, tụi bay đừng có đuổi Rambo đi, từ từ thôi. Chung từ từ thôi. Đâu có Rambo đâu ba. Nãy tụi nó đông á, phải chạy vô trong góc cái bị tấn. Nè đổ, chạy đi, hóp đi. Có máu mẹ. Còn một hàng chỉ lấy được có một bịch thôi hả? Ừ. Mày tính ăn hết à? Ai sử dụng cái đồ sao ta? Số 3. Cho quá, con chính giữa không trộn, nhắn vô cái bánh xe. Phải, cái mà. Phải. Tao lỡ. Tao nghe tao coi. Coi sử dụng đồ. Cái gì? Đặt cái đại liên phải không? Đúng rồi. Xuống dưới này. Phải có cái chỗ đặt mới được. Xuống dưới này có cái chỗ đặt nè, xuống dưới này đi, tao chỉ cho. Tao có súng phóng lựu rồi. Đứng đây lát hồi zombie nó lại từ cửa lớn hết á. Tao đã có súng phóng lựu rồi, anh em. Có điện ở đây không? Nên nào có điện. Có súng điện. Súng gắn cái hàng rào này đi. Có súng bắn điện đúng không? Không phải, cái điện để gắn cái hàng rào á, có không phải có điện. Không, có súng bắn điện không à. Tại vì hôm qua tao có cái điện tao gắn cái hàng rào này được. Không được. Má mà làm tao phí hai cái tool rồi. Tối là không được rồi. Nút độc á. Rồi còn 3 giây này zombie tới á. Rồi tới. Cũng tấn đi nha mấy má. Sau lưng cũng sẽ có luôn á nha, sau lưng cũng sẽ có xuống luôn á. Cái trước phía sau gì cũng có hết á. Xả súng anh em ơi. Đến này lại gần đi hãy xả. Đù má phải cả luôn. Lo hai bên nha. Má bảo quỳ nó quăng. Không hề. Mình cho tao rồi. Bên kia không lỗ bên kia đấy. Đây rồi. Sao lưng nữa nha.
lên lầu đi bay. Chạy đi. Tao cứu rồi nào mà đó đéo cứu rồi vậy. Đây, tao xuống đây. Chờ tí, đủ má tao đang hết máu rồi. Cố lên Hiền ơi. Bắn thằng nào bắn giùm coi. Chết hết rồi. Nó chạy sau lưng nữa má. Toàn. Nãy thằng nào quăng lựu đạn vậy? Bị bảo quy trai coi mình nó chơi bơm. Không hề. Con bó tờ vậy là con zombie. Ừ, có một con zombie quăng bom ấy. Thôi giờ chơi chia team ra đi, chia hai đội đi. Mỗi bên một đường hướng. Ừ. Thế thì ok. Vậy đi cho dễ. Một thằng nam, một thằng nữ đấy. Em cứ vậy mà. Ủa, má cây nỏ là bắn một lần nguyên một hàng đường thẳng luôn á. Cây nỏ là nguyên một hàng zombie bắn ra đi hết luôn á. Nhưng mà thay đạn đúng lâu luôn. Cái đường nào mà hẹp hẹp á, móc cây nỏ là xỏ một cái là hết đường luôn á. Rồi, rồi đi. Đi hết rồi, vô đi. Má sao cái màn này hôm qua tao chơi dễ mà ta. Cái qua mày chơi là có điện. À, có cái lưới điện á. Tụi má sao hôm nay nó lụm, hồi nãy lụm không được, không có. Tụi bay muốn biết nó tấn công sao, coi bản đồ á, để bản đồ á. Giờ mày bắn đi bảo quy, tao canh phía sau mày cho. Điên à, sao tao súng thục mà, tao súng thục thì tao phải ở phía sau tao hỗ trợ mày chứ. Dạ không, mày ở phía sau hỗ trợ đi giống hồi nãy vậy đó. Ừ, mày ở phía trước mày tỉa đi, tao phía sau tao giải quyết những đứa mà leo nheo tới xong rồi tao bang. Đấy. Vậy à... Cái này bị dồ, cái mình họ không có quật ra được ha. Tụi mới dồ là dồ luôn, nằm luôn. Dồ phải có đụng độ thì phụ. Ừ. Dồ là gì? Dồ là gì? Đúng đất luôn á, nãy tao cover cho thằng kia bị té xuống xong rồi đéo nào cover tao hết. Té xuống cái nó chạy lên mình nó luôn. Tao! Đi mẹ! Mày bị điên à, đủ má. Tao hết máu rồi, tao vừa mới hồi sinh là tao có cục máu nhỏ à. Tao phải chạy lên, tao giữ mạng chứ, không lẽ tao... Mày đủ má nó bỏ. Tao dưới bị nguyên bậy cắn chết ngắt luôn. Đủ má thì mày chạy lên luôn. Đủ... Mày tao đã yếu lắm rồi. Chạy có kẹp đâu, mày bị đánh là bị slow lại mà. Tao đang đi với mày nè Huy. Boss, tụi mình có boss thiệt rồi. Okay. Mẹ nó chụp tao rồi. Cứu đi. Rồi. Ôi, đập, lui. Đập. Chém nhau đi. Đập rồi, chém nhau luôn. Tao còn máu đấy, nào phụ tao. Đừng có máu, ủa sao bơm máu mày rồi? Ê bơm máu lại tao cái Quy ơi. Ria giữ nha. Mày giao về tức hạn. Bơm. Cứu tao. Có đạn nổ rồi kìa. Bắn cái thằng đeo. Bắn cái thằng phải âm thanh ở dưới kìa. Đừng có chém nó Hiền, đập đạn đi Hiền. Ê tao hết đạn rồi, để tao làm đạn. Ừ, dưới đây tao. Tao đang cover Hiền, lấy đạn đi. Tao hai đạn. Rồi, tao có đạn rồi. Ổn rồi anh em ơi. Tao cứ đứng ngay cái thùng đạn của thằng Hà Huy nó đặt ra, mày cứ đứng ngay đây là không bao giờ chết luôn á. Rồi, còn áo mà bơm tao coi. Hết rồi. Đi xung quanh lượm đồ đi. Cái lồng má mày cứu. Đủ má cái thùng của tao mà mở hả mày? Mày đi điên này. Tao có súng lửa rồi. Đủ má tao có súng lửa rồi. Tao cần nó cầm nó đi nhắm hả đi đã. Đây mấy cây okay giờ. Rồi vô đi. Ok. Hướng nha. Ok. Bảo Quy. Nãy tao đặt cái hàng rào kem gai cho mày luôn rồi đó. Bảo Quy. Thằng Duy qua bên kia đi. Không, tao phải ở gần tại vì tao phải để dành cái lưới điện này. Đúng không? Đi ba ơi. Không, từ từ, bọn nó từ từ, bọn nó vô lo gì. Tao đứng đây bắn cho nó nhanh. Vãi lồn nhỉ?
Ủa, sợ thế. Nhắm bay. Quy, mày đặt ra cái súng lửa, đạn lửa đi Quy. Mẹ, quên. Thở, bắn đi. Nhắm bắn bay. Mình thổi đây. Tao từ từ để từ từ. Anh em nha, được mấy cái súng đặc biệt thì nhớ để dành nhá. Nãy tao không lấy xài hết là hèn nó sắp chết rồi kìa, kìa xong rồi kìa, chạy xuống Interested kìa. Do not stop, get to the subway. Từ từ ra ngoài này có, chắc chắn có rồi. Nhớ giữ đạn nhá. Chơi đó được á. Ê, gọi lên chơi nè, gọi lên chơi nè. Là gì? Lên chơi nè. Trong cái lên chơi. À, để tao. Cái này của tao. Công viên à. Kệ, không sao. Chút xíu mà bí quá anh em bị cháy hết kịp rồi mà tao Dũng này tao cứu. À, xíu nữa lùi nha. Nhớ lùi nha. Đụng anh em đừng có ham hố. Ham hố là đụng quá chết mấy lần. Đến hết cho tao chém vài con chơi nha, tao lên điểm tao lấy. Tùy. Ê thôi mình đi xuống luôn anh em ơi. Mình bị móc á, mình đi xuống mình bị móc á. Ở trên này chưa dọn xong. Đi bay. Cửa nữa ra nha. Ủa thằng nào đi xa quá vậy? Thằng nào giác cái súng tối đi xa quá vậy? Tao đấy. Tao coi bên đây có đạn không á. Rồi bắt đầu mình xuống cầu thang đúng không ta? Anh hả? Ở đâu vậy? Gom lại một chỗ đi bay. Tụi bay đi đâu vậy? Cái này nè. Bắn cái thằng mà tạo ra tiếng ồn đi. Quý ơi, bắn cái thằng tạo ra tiếng ồn đi. Là thằng nào? Cái thằng gần mày á. Má chạy đây luôn rồi. Để tao bắn cái thằng tạo ra tiếng ồn. Chở đâu, cô bơ đâu. Ở hiện đi, ngay lại chỗ đó đó. Bắn cái thằng tạo ra tiếng ồn đó. Bot. Rồi chết thằng tạo tiếng ồn rồi. Mày nó bị chụp rồi. Má quên nó đi thấy thằng mơ đi bắn á. Lên cái bay. Đi nè đậu kiếm đủ năm món á, để đó. Ui ơi, hả? Ui ơi, tao không chở tao. Còn một món nữa. I did what you said. Hồi nãy có dư một cái cây súng. Đủ 5 món rồi anh em ơi. Get inside rồi. Lay. Lên tàu. Thấy dư một cái vũ khí đặc biệt mà ta không tiêu rồi ta. Đầy, tao thấy nhiều lắm, có một khẩu nãy tao lượm được có một dư một khẩu súng đại bác như này nè. Oh, we're making too much noise. They're gonna come. We gotta go. Tiếng nhiều quá. Chạy đang đứa. Một đứa một cửa thôi.
Son of a bitch. Thủ má. À, xong được một chát đồ mới vất vả. Khổ phải luôn. Má phải chỉ tạo khả năng chế một chiếc xe chạy bằng động cơ zombie cho mày. Cái lùng quá. Mấy cột mấy thằng người đứng trước mặt mấy lồn mấy zombie cái cột dây vô mấy lồn zombie. Đi đi. Đâu. Lên level 4. Đâu quá. À đúng má, sao tao sau nay tao lập công ít vậy. Không lay được level 5.